Vâng, đệ tử Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Những ngày này thời tiết của miền Bắc vẫn tiếp tục nồm ẩm và độ ẩm cực kỳ cao. Độ ẩm vẫn được báo là tám mấy 90%. Độ ẩm rất là cao. Đó là những tác nhân để gây bệnh nấm mốc. Thì các bác và toàn thể anh em hãy sắm cho gia đình mình những chiếc máy hút ẩm. Thì trên thị trường nó có rất là nhiều dòng máy hút ẩm của Nhật Bản. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu đẳng cấp nhất của máy hút ẩm, đó là dòng máy huyền thoại Mitsubishi chân voi giọt lệ. Thì nó có các cái dòng máy hút ẩm của Nhật như là Saab, Sanyo, Toshiba, nhưng mà tất cả dòng đó là dưới phân khúc của máy hút ẩm Mitsubishi. Dòng máy Mitsubishi hút ẩm rất là khỏe, chạy êm. Đấy, sản xuất tại Nhật các bác nhá. Đây là những chiếc máy hút ẩm hàng đấu giá tại Nhật, đẹp trên 95%. Các nhìn rất là đẹp luôn, zin nguyên bản 100%, zin từ nước sơn, kể cả những cái tem của Nhật thì vẫn còn nguyên zin hết, máy đẹp xuất sắc, zin 100%, chưa một giọt sơn ta nào mà máy của nó đẹp trên 95%. Dòng máy hút ẩm đẳng cấp nhất tại Nhật hiện nay, Mitsubishi chân voi giọt lệ. Bên dưới các bạn nhìn nó có hai cái chân giống chân voi và nó có một cái bình thăm nước, nó có một giống một cái giọt lệ, nên các bác vẫn gọi câu là chân voi giọt lệ. Dòng đẳng cấp để vừa dùng vừa trưng bày trong những căn phòng khách của các bác. Với chiếc máy hút ẩm này thì công suất của nó dùng cho những căn phòng tầm khoảng 6 đến 80 mét vuông, hiệu quả nhất là tầm khoảng 60 mét vuông, tức là các bác có thể dùng cho những phòng khách rộng hoặc là các cái phòng ngủ tùy ý các bác. Mitsubishi chân voi giọt lệ hàng đấu giá tại Nhật rất là đẹp luôn, các bác nhìn nhé, tất cả này các bác nhìn đẹp xuất sắc trên 95%. Đấy, sơn vẫn còn trắng muốt luôn, rất đẹp, nguyên tem của Nhật này, cô gái Nhật nhá. Đây là cái cửa hướng gió này và toàn bộ cái màn hình hiển thị các chức năng sử dụng. Cái này nó có chức năng cả sấy quần áo đấy, và vẫy gió bằng điện này các nhá, vẫy điện tự động đấy. Các nhìn nó có thể dừng lại do các bác bấm vào đây các cái nút này, các bác sử dụng nó có cả nút để các bác đặt mức độ ẩm tùy ý các bác, hàng tuyển chọn. Đấy, các bạn nhìn cái khay nước này, nó còn trắng muốt luôn, rất đẹp luôn, dùng chưa đáng kể. Và bên trong cái hộc đựng nước này nó còn rất là mới. Đấy, độ mới của chiếc máy này nó đạt trên 95%. Nên các bác có thể vừa dùng vừa trưng bày. Đấy, hình thăm nước nó giống giọt lệ và bên dưới nó có chân voi. Đấy, dòng máy đẳng cấp nhất thị trường hiện nay. Có nghĩa là những cái dòng máy hút ẩm của Nhật xịn như là Saab, Sanyo hoặc là Toshiba, nhưng nó đều dưới phân khúc này. Những dòng Panasonic đều dưới phân khúc này hết. Bởi vì nếu mà nói dòng máy hút ẩm thì là máy Mitsubishi chân voi giọt lệ là máy các bác để dùng hút ẩm và có thể để trưng bày, để chơi. Nó rất là đẹp và đẳng cấp. Nhìn sang trọng và hút khỏe, chạy êm. Đấy, rất đẹp luôn. Với những chiếc máy này thì nó phục vụ sức khỏe cũng như là bảo vệ các cái đồ đạc của các bác trong gia đình rất là tốt. Đấy, một chiếc máy này nó phục vụ cho những căn phòng tầm khoảng 6 đến 80 mét vuông, hiệu quả. Còn ngoài ra các bác dùng những phòng nhỏ hơn thì nó càng khỏe càng nhanh, hút càng nhanh càng tốt. Thực ra những chiếc máy này các bác ở miền Bắc ấy, các bác cứ dùng được nửa năm luôn. Bởi vì các bác không dùng máy này chỉ có tầm khoảng 2, 3, 3, 4 tháng cuối năm mùa hanh khô thôi, chứ còn cũng rất là quan trọng. Bởi vì chỉ cần vài ngày ẩm ướt là các bác đã không chịu rồi. Đấy. Nhưng là độ ẩm của những ngày này thì tiếng thế nhưng mà vẫn báo là toàn tám mấy 90%, độ ẩm rất là cao. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về chiếc máy hút ẩm Mitsubishi chân voi giọt lệ, các bác liên hệ điện tử Cao Phong. Đây các bác nhìn này, tất cả nó còn mới cống luôn. Đấy, cái này nó có quai sách này các bác này. Đấy, quai sách này, cánh vẫy gió bằng điện nha các bác nhá, vẫy gió bằng điện, hình thức cực kỳ đẹp luôn. Đấy, phía bên đằng sau này, đây là cái màng để chắn lông chó lông mèo. Đấy, thỉnh thoảng các bác bỏ là các bác vệ sinh quét bụi này để chắn, không cho vào cái này. Cái này nó hút bằng công nghệ hút bờ lốc các bác nhá. Hút block nó khỏe, chạy bền, êm và tiết kiệm điện. Bên trong nó có một cái dàn như kiểu dàn tản nhiệt của cục nóng điều hòa đấy. Đấy, nó gọi hút block, công nghệ hút block là công nghệ cao cấp nhất bây giờ. Còn nếu mà công nghệ mà hút bằng may xo ấy là công nghệ cổ, lạc hậu và yếu, hút không bằng cái dòng hút block này đâu. Đấy, tem Nhật các bạn. Đây là các thông số này. Sản xuất tại Nhật các bạn nhé. Đây là dòng sản xuất tại Nhật xuất đi thị trường các nước. Đấy, nên là nó được dùng điện 220, rất là tiện dụng cho các bác, không phải tốn tiền mua cục đổi điện. Đấy, chứ nếu mà nó hai ở Nhật nó có hai đời, một đời là sản xuất cho nội địa Nhật Bản,
Đấy, cũng sản xuất tại Nhật và nội địa Nhật Bản là dùng cho người dân Nhật, là nó chạy điện 100. Đấy, có phải thêm một cái cục chuyển đổi và tất cả các cái thông số nó đều bằng ghi bằng chữ Nhật, các bác sử dụng khó hơn. Nhưng đây con này nó là sản xuất tại Nhật. Đấy, nó có hai dòng là sản xuất tại Nhật và xuất đi thị trường các nước nên nó được sử dụng điện 220. Và trên các cái màn hình hiển thị này nó dùng bằng tiếng Anh. Đấy, các bác dễ dùng hơn. Đấy, các bác lưu ý nhé. Đấy, sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Đẹp xuất sắc luôn. Con này đẹp trên 95% và tất cả máy nội thất ngoại thất còn cực kỳ đẹp và zin 100%. Chưa một giọt sơn ta nào luôn. Rất đẹp, vừa chơi vừa trưng bày cho các bác. Các bác nhìn cái tem này nó còn nguyên bản hết này. Xịn sò, zin 100% và rất đẹp luôn. Đó. Các bác có nhu cầu liên hệ để sở hữu những chiếc máy hút ẩm này.